Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của Pháp Môn Giải Thoát không? Là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện? Là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của Pháp Môn Giải Thoát không thì chẳng phải là Pháp Môn Giải Thoát không. Vì tánh vô lượng của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện thì chẳng phải là Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của 10 địa Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của 10 địa Bồ Tát thì chẳng phải là 10 địa Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của 5 loại mắt là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của 6 phép thần thông là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của 5 loại mắt thì chẳng phải là 5 loại mắt. Vì tánh vô lượng của 6 phép thần thông thì chẳng phải là 6 phép thần thông. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của 10 lực Phật là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của 10 lực Phật thì chẳng phải là 10 lực Phật. Vì tánh vô lượng của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thì chẳng phải là 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của pháp không quên mất là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của tánh luôn luôn xả là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của pháp không quên mất thì chẳng phải là pháp không quên mất. Vì tánh vô lượng của tánh luôn luôn xả thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của trí nhất thiết là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của trí nhất thiết thì chẳng phải là trí nhất thiết. Vì tánh vô lượng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của tất cả pháp môn Đà La Ni là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của tất cả pháp môn Đà La Ni thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Vì tánh vô lượng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của quả dự lưu là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của quả dự lưu thì chẳng phải là quả dự lưu. Vì tánh vô lượng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán thì chẳng phải là quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của quả vị độc giác là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của quả vị độc giác thì chẳng phải là quả vị độc giác. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát thì chẳng phải là tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh vô lượng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.